Người xưa có câu ca rằng: con ơi muốn nên thân này, lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha. Gái thời dệt gấm thêu hoa, khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa. Là một người yêu thích may vá từ nhỏ, nhưng tôi lại không rõ khả năng của mình đến đâu. Chắc là tôi sẽ phải làm một bài kiểm tra mới được. Và tôi quyết tâm định vị lại năng lực thêu thùa của bản thân bằng cách đi đến một nơi mà ở đó nghe nói rằng có rất nhiều những người thợ giỏi có thể thêu cả thế giới. Ở làng Khoái Nội, người ta đồn rằng cứ ra ngõ là gặp nghệ nhân, và còn có khu vườn nghệ thuật với muôn sắc tranh thêu vô cùng rực rỡ. Đến đây rồi mới thấy, điều đó là hoàn toàn chính xác. Chỉ với cây kim nhỏ xíu và những sợi chỉ mảnh mai, cả thế giới hình họa thiên nhiên, con người được thợ thêu làng Khoái Nội đưa lên bức tranh đầy sống động. Ông có thể chia sẻ với cháu một chút về câu chuyện hồi xưa khi mà cụ nhà mình truyền nghề cho dân làng như thế nào được không ạ? Đây là một người cụ tổ tôi, chính tên là Lê Công Hành hay là Bùi Quý Khái. Cụ tổ của tôi, chúng tôi rất có năng khiếu về nghề nghiệp. Bởi vậy cụ chỉ học trong khi tranh thủ thời gian mà cụ đã học được cái nghề thêu, nhằm mục đích là cụ thương dân, thương nước, để xóa đói giảm nghèo lúc bây giờ cho dân. Thế cho nên đến bây giờ chúng tôi là những người đời hậu duệ thì được học tiếp nghề của cụ, để truyền lại cho con cháu, để gìn giữ được nghề tổ thêu của chúng tôi như ngày hôm nay. Ông ơi, để có thể thêu một bức tranh rất là đẹp như thế này thì bước đầu tiên con cần làm gì ạ ông? Thì trước tiên là ông nói với cháu là cái nghề thêu này nó rất tỉ mỉ, rất khó, chỗ là mình phải phân biệt được màu sắc, phải phân được cái luật xa gần của nó. Bây giờ cháu phải bắt đầu từ điểm nào ạ? Cứ điểm này, cứ kéo xuống, cứ đâm bằng mũi kim một. Đầu tiên là phải trên, trên phải dưới lên. Sao đâm mà nó không thắt vào đúng cái chỗ mình cần? Hai tay. Thế cháu mà làm bức tranh này chắc phải mất mấy năm mới. Từ đây đến đây một kim thì cháu cũng đâm bằng một mũi kim một họ. Đây ạ. Ông ơi, ông thấy cháu hoàn thành như thế nào ạ? Mà ông ấy phổ biến qua về cái bước đầu của nghề thêu mà cháu đã thêu thành đạt, ông rất cảm ơn và ông rất mừng. Bên chiếc khung gỗ, mảnh vải in mẫu họa tiết hoa văn được cuộn vào khung, hàng mộc dây vào nhành căng phẳng phiu cùng với hàng trăm sắc chỉ thêu. Người dân mộc mạc của thôn quê cứ miệt mài qua năm tháng, thả hồn vào từng họa tiết nhỏ tỉ mỉ. Cách phối màu hài hòa, đặt cả từng nét hoa văn chính xác đến từng đường kim. Đặc trưng của cái nghề thêu tranh cảnh yêu cầu người thợ phải thêu ra nền trước tiên đã. Đó là một cái nền ở dưới đã. Sau đó người ta mới dùng chỉ, người ta thêu những cái họa tiết lên trên dốc. Có những dấu phải thêu đến 3 lần thì mới nên nổi một cái hình của nó được. Tay đưa kim lên xuống đều đặn, lớp nền, lớp đi nét, lớp kỹ thuật, chỉ sợi đơn, sợi đôi, chập bốn, mũi đâm chéo, xa hạt, tỉa gân, luôn được thể hiện rõ nét hình khối các chi tiết trên nhiều lớp chỉ chồng chéo lên nhau. Phải tập luyện nhiều năm, người thợ Khoái Nội mới đạt được nghệ thuật thành thục và thêu được tác phẩm hoàn chỉnh. Làm hàng tranh thì nói chung là trải qua rất là nhiều cái đề tài khác nhau, thì các cô phải liên tục phải học hỏi, là lại phải suy nghĩ có những cái cách làm nó khác đi. Vì vậy nó cũng mang lại cho các cô những cái nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái sáng tạo để tạo lên một bức tranh cho nó hoàn hảo hơn. Và trong tương lai thì cô cũng đang muốn là để dạy lại cho các em, để lưu truyền những cái nghề này nó dài lâu hơn. Những tổ thêu lành nghề của quê hương vẫn cần mẫn giữ hồn nét tranh thêu của miền quê thường tín. Qua nhiều thế hệ, kỹ thuật thêu ngày càng cao, lớp nghệ nhân ngày càng nhiều, bền bỉ giữ nghề truyền thống. Họ là người dân quê giản dị, cũng là người thợ tài hoa,
tỏa sáng từng đường kim mũi chỉ, giữ danh làng nghề xưa nay. Chỉ truyền thống đầy màu sắc, theo tay thủ công, nghề dệt gấm thêu hoa, vùng đất lưu giữ hồn cốt nghề thêu Việt. Đó là những hình ảnh và cảm xúc đẹp nhất của tôi khi nhớ về Khoái Nội. Con cảm ơn cô và những người thợ nơi đây rất nhiều vì đã cho con cơ hội được trải nghiệm một ngày rất ý nghĩa làm cô thợ thêu của làng Khoái Nội.